Xin chào các bạn. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, bà Paetongtarn Shinawatra đã được bầu là thủ tướng thứ 31 của Thái Lan khi mới chỉ 37 tuổi. Dù không phải là nghị sĩ hay bộ trưởng, nhưng con gái của ông Thaksin đã tham gia vào chính trường từ lâu. Việc nắm giữ vị trí đứng đầu chính phủ Thái Lan dường như không quá khó khăn với người phụ nữ này, nhưng nhiều thách thức vẫn đang chờ đợi bà Paetongtarn ở phía trước. Đó là vì chính trường Thái Lan vẫn nằm dưới sự ảnh hưởng của quân đội trong nhiều thập kỷ qua, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ việc xứ sở Chùa Vàng có vùng biên giới rất bất ổn, đặc biệt là khu vực phía Nam. Vậy vị trí của Thái Lan đã gây ra những bất lợi như thế nào cho đất nước này? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Cực Nam Thái Lan và phong trào Thánh chiến Hồi giáo. Thái Lan là đất nước có đa số người dân theo đạo Phật, nhưng tại đây lại có một cộng đồng người Hồi giáo không hề nhỏ, chủ yếu thuộc về sắc tộc Mã Lai. Trong đó, 3 tỉnh cực Nam là Narathiwat, Yala, Pattani có tới hơn 80% dân số là Hồi giáo, trong khi tỉnh Songkhla gần đó cũng có 33% dân số là người theo đạo Hồi và tập trung ở khu vực phía Nam. Trong lịch sử, đây từng là một phần của Hồi quốc Pattani và nó bị Thái Lan sáp nhập vào năm 1902. Tuy nhiên, chính quyền ở Bangkok can thiệp rất ít vào khu vực này. Thay vào đó, họ trao quyền quản lý cho các quan chức địa phương cũng như chấp nhận luật đạo Hồi trong các vấn đề liên quan đến gia đình và thừa kế. Phải đến tận năm 1932, sau cuộc đảo chính của quân đội, thì chính phủ Bangkok mới đẩy mạnh chính sách đồng hóa. Họ ra lệnh dạy tiếng Thái trong các trường học, thay thế luật Hồi giáo bằng luật dân sự và đẩy mạnh việc lan truyền Phật giáo vào khu vực. Chính vì thế, nhiều người đã đứng lên phản đối chính sách đồng hóa và đòi hỏi quyền tự chủ, cũng như tự do sử dụng ngôn ngữ, văn hóa và thực hiện luật Hồi giáo. Dù vậy thì những điều này không được chính phủ Thái Lan đáp ứng. Do đó, vào thập niên 1960, nhiều người tại đây có tham vọng khôi phục lại nhà nước Pattani, từ đó hình thành một số phong trào Hồi giáo đòi ly khai khỏi Thái Lan. Các nhóm này bao gồm những chiến binh trẻ tuổi và họ thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công bạo lực như là các vụ đột kích vào đồn cảnh sát và căn cứ quân sự, cũng như trường học và văn phòng chính phủ Thái Lan, từ đó truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan ra khắp khu vực miền Nam nước này. Kể từ năm 2001, khi ông Thaksin trở thành thủ tướng, chính phủ Bangkok ngày càng mạnh tay hơn với các ly khai, bằng việc thay thế các quan chức địa phương người Mã Lai theo Hồi giáo bằng người Thái Phật giáo, đồng thời tăng cường sự hiện diện của lực lượng quân đội và cảnh sát tại đây. Tuy nhiên, việc này lại không mang lại kết quả tốt đẹp. Những quan chức người Thái không chỉ thiếu hiểu biết về tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương, mà còn tham nhũng nặng nề, trong khi quân đội thường xuyên tấn công các ngôi làng bị nghi là chứa chấp các phần tử ly khai. Từ đó mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt và các nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt đầu nổi lên với các hành động cực kỳ man dợ. Đến đầu năm 2004, tình trạng bạo lực tại cực Nam Thái Lan bắt đầu rộ lên từ cuộc tiến công của các tay súng vào kho vũ khí của quân đội ở tỉnh Narathiwat, lấy đi hơn 300 khẩu súng và làm 4 binh sĩ thiệt mạng. Ngay sau đó, Thủ tướng Thaksin tuyên bố tình trạng thiết quân luật ở 3 tỉnh cực Nam. Tại đây thì tin tức về những vụ tấn công, đánh bom, phục kích nhằm vào binh sĩ, cảnh sát, quan chức, công nhân, nhà sư và giáo viên được đăng tải gần như hàng ngày trên các phương tiện truyền thông của Thái Lan. Có nhiều nhóm phiến quân còn quay video ghi lại cảnh bạo lực nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ, bất ổn cho người dân sinh sống tại khu vực này. Thậm chí nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan còn nhắm vào những người theo đạo Phật để buộc họ phải rời khỏi khu vực Pattani, đồng thời tấn công cả những người theo đạo Hồi ở địa phương nếu như họ có cách tiếp cận ôn hòa hơn hoặc ủng hộ chính phủ Thái Lan. Cuộc chiến này diễn ra không liên tục nhưng cực kỳ tàn khốc, khi những người ly khai thực hiện các vụ nổ súng và cả đánh bom vào người dân vô tội. Đáp lại thì lực lượng an ninh Thái Lan thường xuyên lạm dụng chức quyền, bao gồm giam giữ tùy tiện và kéo dài mà không buộc tội, cũng như giết người ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, từ năm 2015, chính phủ nước này đã rút bớt quân đội khỏi 3 tỉnh phía Nam, cũng như lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn. Vì vậy mà cường độ xung đột tại đây cũng giảm đi. Trong giai đoạn 2004 đến 2015, khu vực này diễn ra hơn 15.000 vụ việc liên quan đến nổi loạn, tức là trung bình có khoảng 3,5 vụ mỗi ngày, từ đó khiến cho hơn 6.500 người chết và gần 12.000 người bị thương. Còn trong giai đoạn 2016-2023, có thêm khoảng 1.000 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột đẫm máu. Để có tiền hoạt động, các nhóm ly khai dựa vào nguồn tài chính đến từ hoạt động buôn lậu qua biên giới Thái Lan, Malaysia, phần nhiều là hàng trắng. Một số đại gia đạo Hồi ở Đông Nam Á và Trung Đông cũng chu cấp cho các tổ chức này dưới danh nghĩa phát triển tôn giáo và giáo dục. Trước tình hình đó, chính phủ Malaysia đã hỗ trợ Thái Lan để cùng nhau kiểm soát vùng biên giới nhằm đề phòng sự lan rộng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Đông Nam Á. Kuala Lumpur còn tích cực giúp hai bên nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng xung đột. Vì vậy mà vào tháng 7 năm 2024, chính phủ Thái Lan và phiến quân Hồi giáo ly khai ở miền nam nước này đã gặp mặt ở Malaysia để nhất trí về một lộ trình nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh kéo dài hàng thập kỷ. Kênh đào Kra, giấc mộng 4 thế kỷ của người Thái. Xứ sở Chùa Vàng sở hữu eo đất Kra với phía đông giáp vịnh Thái Lan, còn phía tây là biển Andaman. Điểm hẹp nhất ở đây chỉ có 56 km, trong khi điểm rộng nhất là 190 km, còn điểm cao nhất là 75 m. Với những điều kiện địa lý như vậy, đã có ý tưởng xây dựng kênh đào Kra dài khoảng 100 km để nối liền vịnh Thái Lan và biển Andaman, từ đó rút ngắn con đường từ Biển Đông tới Ấn Độ Dương khoảng 1.000 km, cũng như giảm thời gian di chuyển xuống 2 đến 3 ngày. Nếu như ý tưởng này trở thành sự thực, kinh tế của Thái Lan có thể phát triển rất nhanh chóng. Thực tế thì kế hoạch xây dựng một kênh đào nối biển Andaman với vịnh Thái Lan đã có từ thế kỷ 17. Cụ thể vào năm 1677, vua Narai đã lên ý tưởng về một dự án như vậy, nhưng nó là bất khả thi với công nghệ thời đó. Ý tưởng này vẫn tiếp tục được thảo luận trong những thế kỷ tiếp theo. Đến năm 1897, đế quốc Anh ép Thái Lan không được xây dựng kênh đào này để giữ thế thống trị về thương mại hàng hải cho cảng Singapore. Nhưng những nhà lãnh đạo ở Bangkok vẫn luôn khao khát xây dựng kênh đào Kra. Từ năm 1932, chính phủ Thái Lan đã có hơn 22 nghiên cứu về dự án này. Tuy nhiên, hầu hết các đề xuất đưa ra đều bị bác bỏ bởi có rất nhiều thách thức về mặt chính trị lẫn kỹ thuật thi công. Bởi vì bất cứ kênh đào nào qua eo đất Kra cũng sẽ tạo ra một biên giới nhân tạo giữa vùng đất phía Nam, nơi có đa số là người Hồi giáo Mã Lai, với phần còn lại của Thái Lan. Điều này có thể tạo thêm những bất ổn cho khu vực, từ đó khiến các phong trào ly khai phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đó là chưa kể đến vấn đề ô nhiễm môi trường có thể ảnh hưởng đến những ngư dân sống ở hai bên kênh đào. Không chỉ vậy, chính phủ Thái Lan cũng không có đủ vốn và công nghệ để tự đào kênh, do đó họ sẽ phải phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài. Và nước sốt sáng nhất trong siêu dự án này đó là Trung Quốc, bởi vì nếu kênh đào Kra trở thành hiện thực, đại lục chính là bên hưởng lợi nhiều nhất. Ngoài việc cắt giảm thời gian và chi phí di chuyển, công trình này còn cho phép nền thương mại của Trung Quốc bớt phụ thuộc vào tuyến đường độc đạo đi qua eo biển Malacca. Ngược lại, nhiều nước trong khu vực không hề mong dự án kênh đào Kra triển khai, trong đó Ấn Độ lo ngại rằng kênh đào Kra sẽ làm tăng sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc ở biển Andaman. Từ góc độ quân sự, họ suy đoán rằng công trình này sẽ là một bước đi quan trọng để tạo nên chiến lược chuỗi ngọc trai, với việc đại lục sẽ triển khai sức mạnh quân sự khắp khu vực Ấn Độ Dương. Trong đó có các căn cứ hải quân ở Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan, qua đó tạo ra thế bao vây Ấn Độ. Còn về phía Singapore, một báo cáo ước tính rằng nước này có thể mất 30% hoạt động thương mại vận tải biển do kênh đào Kra. Mặc dù đảo quốc sư tử ra sức phản đối dự án, nhưng đồng thời cũng có bước đề phòng khi các nhà đầu tư lớn của nước này cam kết rót vốn vào Phú Quốc bởi ưu thế về vị trí siêu chiến lược của nó trong khu vực Đông Nam Á nếu kênh đào Kra được hình thành. Tương tự như Singapore, Malaysia cũng có lo ngại về siêu dự án của Thái Lan và cả hai nước này có thể hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền nam xứ sở Chùa Vàng để ngăn chặn kênh đào Kra trở thành hiện thực. Trước những khó khăn như vậy, chính quyền Bangkok đã có một đề xuất thay thế, đó là dự án cầu đất liền, bao gồm tuyến đường bộ và đường sắt dài 90 km nối cảng nước sâu ở tỉnh Chumphon tại vịnh Thái Lan tới cảng nước sâu thuộc tỉnh Ranong ở biển Andaman. Dự án cầu cạn này sẽ kết hợp với kế hoạch về vành đai kinh tế phía đông của Thái Lan, nhằm biến 3 tỉnh miền Nam thành trung tâm sản xuất, nghiên cứu và dịch vụ, đồng thời kết nối với hệ thống đường sắt cao tốc Côn Minh - Singapore trong tương lai, đi qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Với mong muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính phủ Bangkok có vẻ rất quyết tâm với kế hoạch này, khi kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự án, bất chấp việc nhiều nhà phân tích cho rằng đây là ý tưởng viển vông mà nhiều đời nhà lãnh đạo Thái Lan khác nhau đã đưa ra suốt từ thế kỷ 17 cho đến nay. Ngòi nổ biên giới, xung đột giữa Thái Lan và Campuchia. Về phía đông nam của Thái Lan là Campuchia, đất nước của những người Khmer. Trong quá khứ, họ đã thành lập nên đế quốc Angkor hùng mạnh, nhưng rồi bị suy tàn bởi những cuộc tấn công của người Thái. Cho đến thế kỷ 18, Siam chính thức sáp nhập tỉnh Surin của Campuchia, ngày nay là 3 tỉnh phía nam Buriram, Surin và Sisaket. Từ đó, cư dân Khmer ở vùng này trở thành công dân của chế độ quân chủ Thái Lan và dần bị đồng hóa theo thời gian. Dù vậy, ngày nay vẫn có khoảng 34,6% dân số thuộc 3 tỉnh này nói tiếng Khmer. Một số người thậm chí còn yêu cầu cải thiện quyền lợi và phản đối việc đồng hóa người bản địa. Trong khi những người Khmer theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại muốn sáp nhập các vùng này vào Campuchia. Thực tế thì quan hệ giữa hai nước không chỉ căng thẳng vì vấn đề sắc tộc mà chủ yếu là do văn hóa. Trong khi Campuchia từng là đế quốc Angkor hùng mạnh với ảnh hưởng rộng khắp khu vực, thì Thái Lan nổi lên muộn hơn với nền văn học học tập theo người Khmer. Nhưng qua thời gian, họ lại là bên hùng mạnh hơn nhiều. Và cuộc tranh luận giữa hai nước đến từ chính một di sản văn hóa. Trong suốt một thế kỷ, việc tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia liên quan đến ngôi đền Preah Vihear. Nó được người Khmer xây dựng vào thế kỷ 11 với kiến trúc giống như Angkor Wat. Địa điểm này nằm giữa huyện Choam San ở tỉnh Preah Vihear thuộc miền Bắc Campuchia và huyện Kantalak ở tỉnh Sisaket thuộc Đông Bắc Thái Lan. Khi địa điểm này được xếp hạng là di sản thế giới vào ngày 7 tháng 7 năm 2008 trên danh nghĩa thuộc Campuchia, căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm. Một tuần sau đó, Thái Lan lại tuyên bố chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6 km² gần ngôi đền này, và từ đó xung đột biên giới đã bùng phát làm nhiều binh sĩ hai bên thiệt mạng. Đến tháng 8 năm 2008, tranh chấp đã lan rộng đến quần thể đền Ta Moen Thom, cách Preah Vihear 153 km về phía tây. Cuộc giao tranh xảy ra giữa binh lính Thái Lan và Campuchia đã khiến 7 người thiệt mạng, 19 người bị thương và khiến 10.000 người dân khu vực ở biên giới gần huyện Pa Nom Dong Rak của tỉnh Surin phải sơ tán. Bộ Ngoại giao Thái Lan thậm chí còn tuyên bố rằng không có bất kỳ quân đội nào di chuyển vào khu vực đó, cho đến khi một số người bị giết trong một cuộc chạm trán vào tháng 4 năm 2011. Sau thời gian căng thẳng, hai bên đã đạt được thỏa thuận vào tháng 12 năm 2011 để rút quân khỏi khu vực tranh chấp. Vậy nhưng đến ngày 15 tháng 12 năm 2011, quân đội của cả hai bên lại tiếp tục đấu súng dọc theo biên giới ở tỉnh Koh Kong. Cuộc đụng độ vũ trang nổ ra ở khu 329 ở núi Tamin sau khi một trực thăng của Thái Lan cố gắng hạ cánh trên lãnh thổ nước láng giềng. Do đó, quân đội ở Campuchia đã nổ súng để ngăn chặn, khiến cho hai bên xảy ra xung đột. Tình hình căng thẳng tiếp tục kéo dài và đến tháng 7 năm 2012, binh lính Campuchia đã bắn vào một máy bay chở khách gần biên giới tranh chấp với Thái Lan vì cho rằng đây là máy bay do thám. Sự kiện này lại làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, đẩy mạnh yêu cầu về đối thoại và hợp tác ngoại giao để tránh xung đột leo thang. Cuối cùng vào ngày 11 tháng 11 năm 2013, Tòa án Công lý Quốc tế đã tuyên bố trong một quyết định rằng phán quyết năm 1962 đã trao toàn bộ mũi đất Preah Vihear cho Campuchia và Thái Lan có nghĩa vụ phải rút bất kỳ lực lượng quân đội, cảnh sát hoặc vệ binh nào đồn trú tại khu vực đó. Tuy nhiên, tòa cũng bác bỏ lập luận của Campuchia rằng phán quyết năm 1962 đã trao đồi Phnom Chhap cách ngôi đền 3 km về phía tây bắc cho nước này. Từ đó thì tình hình giữa hai bên mới dịu đi. Khi xung đột giữa Thái Lan và Campuchia về ngôi đền Preah Vihear ngày càng mất kiểm soát, những quốc gia trung lập đều tìm cách hạ nhiệt vùng biên giới này, trong đó có các nước ASEAN, bao gồm cả Việt Nam, cũng như Trung Quốc, gây áp lực buộc hai bên phải lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh. Một trong những nguyên nhân khiến tình hình ở đây căng thẳng là tình hình chính trường của hai nước lúc đó. Đối với quân đội Thái Lan, họ coi tranh chấp này là một cách để tăng tinh thần chủ nghĩa dân tộc, cũng như củng cố vai trò của lực lượng vũ trang ở trung tâm của an ninh quốc gia và đời sống chính trị. Mặt khác, nó còn là kết quả của một cuộc chiến giành quyền lực ở Thái Lan, cụ thể là giữa Đảng Dân Chủ cầm quyền, tức phe áo xanh, và Liên minh Nhân dân vì Dân Chủ, tức phe áo vàng. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia năm 2008, được dự đoán sẽ là diễn ra khó khăn, cả hai bên đều ủng hộ các hành động cứng rắn với nước láng giềng để tránh bị tiếng xấu là yếu hèn. Song song với đó, chính phủ Campuchia cũng có lý do để kéo dài tranh chấp, mặc dù người dân có thể phải chịu thiệt hại. Đầu tiên là ông Hun Sen muốn giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử năm 2008, đồng thời thì cuộc xung đột cũng giúp con trai cả của ông là tướng Hun Manet đóng vai trò lớn hơn trong việc hoạch định chính sách quân sự và từ đó hướng đến ngày sẽ tiếp quản việc điều hành đất nước từ người cha mình. Hơn nữa, tranh chấp này cũng thổi bùng lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc ở Campuchia, từ đó làm sao nhãng sự quan tâm của mọi người đến việc trục xuất hàng nghìn người nghèo khỏi trung tâm Phnom Penh để nhường chỗ cho một dự án phát triển được trao cho một cộng sự thân cận của Thủ tướng Hun Sen. Myanmar, nước láng giềng bất ổn của Thái Lan. Tại phía tây đất nước, Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi nước này có đường biên giới kéo dài 2.416 km với Myanmar, quốc gia đang cực kỳ bất ổn và bạo loạn. Cụ thể là nó kéo dài từ phía bắc tại tỉnh Chiang Rai xuống phía nam tại tỉnh Ranong. Trong hàng thập kỷ, đất nước Miến Điện đã chứng kiến xung đột giữa quân đội và các nhóm nổi dậy. Điều này khiến cho hàng triệu người đã phải rời quê hương để tới với các nước láng giềng, mà chủ yếu là Thái Lan. Tính đến năm 2014, đã có tới 1,4 triệu người Myanmar sống ở xứ sở Chùa Vàng, trong đó có 150.000 người phải sống ở các trại tị nạn, mà chủ yếu là người Karen. Thực tế thì số lượng người di cư có thể lớn hơn nhiều và vẫn liên tục tăng qua từng năm. Theo ước tính, trước năm 2021, con số có thể lên đến 2,3 triệu người. Và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi quân đội Tatmadaw của Myanmar tiến hành lật đổ chính phủ do người dân bầu ra, từ đó khiến cho nội chiến nổ ra tại đất nước Miến Điện, khiến khoảng 3 triệu người đã phải di rời trong nước và hơn 95.000 người tị nạn đã chạy sang các nước láng giềng, trong đó chỉ riêng xứ sở Chùa Vàng đã là 81.000 người. Tình trạng người tị nạn tìm cách vượt biên vào Thái Lan đã khiến chính phủ nước này phải tăng cường lực lượng quân sự để đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới. Họ cũng tích cực giúp đỡ người dân Myanmar tìm kiếm viện trợ nhân đạo, từ đó ngăn chặn bạo lực lan sang nước mình. Một trong những địa điểm nổi bật của làn sóng di cư đó là tỉnh Mae Hong Son. Do quân đội Myanmar thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở bang Kaya, nên vào tháng 7 năm 2023, khoảng 9.000 người tị nạn đã tìm kiếm sự an toàn tại nước láng giềng. Đến tháng 10, lại có thêm gần 2.400 người Myanmar đã chạy trốn khỏi đất nước để đến với Mae Hong Son. Trong khi ở phía Nam, thì vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, giao tranh nổ ra gần Miawadi, thành phố thuộc bang Kachin và đối diện với huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tắc của Thái Lan. Cuộc chiến này buộc hơn 1.000 dân thường phải lánh nạn, đa số là những thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự. Thực tế thì trong vòng nhiều năm qua, Mae Sot đã trở thành nơi ăn trốn ở của những người Myanmar chạy trốn chiến tranh, với nhiều ngôi nhà tạm bợ cùng điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn, trong khi cuộc sống ở các trại tị nạn thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều. Những người sống tại đây chỉ có cơ hội tìm kiếm việc làm bên trong trại và nhận được trung bình khoảng 9 đô la Mỹ tiền viện trợ thực phẩm mỗi tháng. Cảm giác tuyệt vọng này làm gia tăng bạo lực gia đình, bạo lực băng đảng, sử dụng ma túy và xu hướng tự sát. Hiện chính phủ Thái Lan đang gặp rất nhiều khó khăn do dòng người tị nạn ngày càng tăng cao và tình hình trở nên phức tạp hơn khi cuộc chiến tại Myanmar vẫn chưa có hồi kết. Không chỉ vậy, cuộc chiến này còn khiến cho Tam Giác Vàng hồi sinh. Ngã ba biên giới giữa Myanmar, Thái Lan, Lào từng là nơi tập trung các hoạt động tội phạm trong khu vực, bao gồm buôn lậu hàng trắng, vũ khí và thậm chí cả con người. Trong đó phần lớn lãnh thổ Tam Giác Vàng thuộc bang San của Myanmar, nơi tồn tại nhiều nhóm dân tộc có vũ trang. Tại đây, các hoạt động buôn bán ma túy do các lãnh chúa địa phương kiểm soát, thông qua quan hệ đối tác với các nhóm tội phạm có tổ chức nước ngoài. Trong khi ở Lào, tỉnh Bô Keo từng là một trung tâm hàng trắng của châu Á, nhưng ngày nay nơi đây có các đặc khu kinh tế với hoạt động chủ yếu là kinh doanh sòng bạc. Còn tại tỉnh Chiang Rai của xứ sở Chùa Vàng, trong những năm 70, nơi đây từng là đại bản doanh của chùm thuốc phiện Khun Sa. Tuy nhiên, nhờ vào những nỗ lực đẩy lùi tội phạm của chính phủ Thái Lan, hiện nơi đây là một vùng phát triển du lịch với những hoạt động khám phá địa danh Tam Giác Vàng lịch sử. Mặc dù vậy, trước một bang San đầy tội phạm và bạo lực, chính quyền tỉnh Chiang Rai vẫn luôn trong trạng thái thắt chặt an ninh. Khi cuộc chiến ở Myanmar ngày càng căng thẳng, các lãnh chúa địa phương sẽ càng đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng trắng nhằm kiếm thêm tiền trang trải chi phí chiến sự. Lúc này thì khu vực phía Bắc Thái Lan có thể rơi vào vòng xoáy tội phạm giống như trong quá khứ. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến xứ sở Chùa Tháp mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, khi Myanmar là nhà sản xuất hàng trắng số 1 ở hiện tại, với sản lượng vào năm 2023 là 1.080 tấn. Vùng đất Đông Bắc, nơi người Lào mong muốn thống nhất. Trong lịch sử, người Thái Lan và người Lào có chung nguồn gốc cũng như có nhiều điểm tương đồng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Trong đó người Lào đã thành lập nên vương quốc Lan San ở hai bên bờ sông Mekong. Nhưng ngày nay, họ chỉ có một phần nhỏ ở bờ phía tây dòng sông mẹ. Không chỉ vậy, vùng đất Isan ở phía đông bắc Thái Lan lại có phần lớn dân số là người Lào, với văn hóa và ngôn ngữ gần gũi với đất nước Triệu Voi. Đây là minh chứng cho mối liên hệ lịch sử giữa hai bên. Hiện nay, Isan là một vùng gồm 20 tỉnh phía đông bắc Thái Lan, có diện tích khoảng 167.718 km². Ước tính đây là nơi sinh sống của khoảng 23 triệu người vào năm 2023, chiếm khoảng 33% dân số cả nước. Nó có vị trí nằm trên cao nguyên Cò Rạt, giáp với sông Mekong dọc theo biên giới Lào-Thái Lan. Mặt khác, về phía Tây, nó bị tách khỏi phần còn lại của miền Bắc và miền Trung Thái Lan bởi dãy núi Phét Cha Bù. Ngoài những người Lào vốn sinh sống ở khu vực gần sông Mekong, thì nhiều người là con cháu của những tù nhân chiến tranh vào thế kỷ 19, bị quân đội Xiêm La bắt di cư tới cao nguyên Cò Rạt để sản xuất lúa gạo cho triều đình. Vì vậy mà người Lào là nhóm dân tộc lớn nhất tại đây. Tuy nhiên, chính sách của Thái Lan không coi người Thái Lào là một dân tộc riêng biệt, mà chỉ công nhận họ thuộc nhóm sắc tộc thuộc dân tộc Thái. Điều này đã hạ thấp rõ rệt mối quan hệ với đất nước Triệu Voi của những người dân Isan và ngăn chặn sự phát triển một bản sắc khu vực riêng biệt. Không chỉ vậy, trong suốt lịch sử của Thái Lan, họ đã bị kỳ thị là vô học và lạc hậu. Mặc dù người dân Isan nhận thức được nguồn gốc dân tộc Lào của họ, nhưng vùng đất này đã được sáp nhập vào Thái Lan hiện tại từ lâu. Cùng với đó là gần một thế kỷ cải cách hành chính, giáo dục và phương tiện truyền thông của chính phủ nhằm hướng tới việc đồng hóa các dân tộc trong cả nước. Vì vậy mà người Isan thậm chí còn có tinh thần chủ nghĩa dân tộc cao hơn cả người Thái Lan ở Bangkok. Trong khi người Lào vẫn luôn nhớ về vùng đất ở phía tây sông Mekong, và điều này được thể hiện rõ trên quốc kỳ của họ. Theo người sáng tạo ra lá cờ Mahasila Viravong, đĩa trắng ở giữa tượng trưng cho sự thống nhất trong tương lai của hai vùng là Lào và Isan, vốn bị chia cắt bởi sông Mekong. Không chỉ vậy, trong quá khứ tại khu vực này từng xảy ra chiến tranh biên giới Thái-Lào, hay còn gọi là trận Ban Rom-Lào. Đây là một cuộc đối đầu từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 2 năm 1988. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tranh chấp liên quan đến tấm bản đồ do những người đo đạc địa hình của Pháp vẽ vào năm 1907 để đánh dấu biên giới giữa Siêm và Đông Dương thuộc Pháp. Theo đó, quyền sở hữu ngôi làng Ban Rom Lào tại biên giới tỉnh Bitsanulok và ba ngôi làng thuộc biên giới nhỏ ngoài rìa thị trấn Park Lay thuộc tỉnh Say Nhạ Buli theo tấm bản đồ của Pháp là thuộc về Lào, nhưng theo tấm bản đồ do Hoa Kỳ vẽ vào năm 1965 thì ba ngôi làng này lại thuộc về Thái Lan. Bên cạnh đó, việc xứ Chùa Vàng hỗ trợ và xây dựng các căn cứ cho lực lượng người Hờ Mông ly khai cũng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Và trong cuộc chiến này, Việt Nam đã ủng hộ đất Lào, qua đó giúp nước bạn bảo vệ thành công lãnh thổ. Từ đây hai bên cũng phải xuống thang và thành lập nên Ủy ban biên giới chung Thái Lào vào năm 1996 để làm rõ ranh giới dài 1810 km, cụ thể là 702 km đường biên giới trên đất liền và 1108 km biên giới trên sông, đồng thời giải quyết quyền sở hữu các làng tranh chấp. Tính đến nay, việc phân định biên giới vẫn đang được tiến hành. Như vậy, vị trí địa lý của Thái Lan vừa có những đặc điểm thuận lợi nhưng cũng mang đến không ít rắc rối trước các vấn đề phức tạp ở tất cả các vùng biên giới của họ. Điều này đặt ra thách thức cho tân thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong việc ổn định được tình hình nội bộ, từ đó giải quyết đối phó với phong trào ly khai và làn sóng tị nạn, cũng như căng thẳng với các nước láng giềng. Và trên đây là lý do vì sao vị trí Thái Lan tạo ra sự bất ổn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.